tưởng mình tăng cái mình giảm mà. Tại vì là không mày thì không tạo nó tăng này được rồi. Đông người thì giảm, đông người thì cứ 26. Đồ ý dụng, chỉ đồ ý dụng. Nà nào mà bất cứ khoản được mà. Bạn số, số lớn nhất rồi nhé. Ờ. Đúng rồi, hồi chín nông đá luôn đó mọi người. Thì do máy bên ngoài xuống vậy ạ. Lạnh. Nông đá. Nó vô 16 rồi. Lạnh mà tụi nó mát giống như băng luôn á. Phê thì nó mỗi lần thấy Na đặc biệt phải tỉnh. Dạ, mình nấu quá. Không, bữa trước em hôm thấy nó đi lại đánh chị. Bắt quạt mà, bắt số 3 mới chịu. Thế nhá, hồi xưa đứa một độ ta ăn mấy chục cây kem ta đâm mày luôn. Ăn xong mấy chục cây kem là người nó đông luôn á. Lạnh quá vậy trùm mày luôn. 40 cây với mày. Kem gì mà kem siro á. Kem nhỏ nè. À, kem siro á, kem mà đá. Đá mà họ bỏ nước siro vô á. Ăn xong là bị khóng luôn á. Hồi xưa đậu đồ chứ làm gì, hầu mà chị còn nhỏ. Hồi nó tính hao thắng. Ừ. Ăn xong trùm mày luôn. Không ai nghe chị. Bạn Cali. Vẫn rất thắng đuổi hả chị? Không, đây là khách của chị hồi xưa anh chị, nhưng mà bạn ra đây. Xưa giờ mình làm hắn. À, tiền ngày mai em kêu toàn mua. Nhớ cái bao nhiêu là không em kêu. Em chết chết à. Muốn bị chửi à. Lộn, nó qua đi trong đời rồi sao lại ủa chú mày quên mất. Tưởng qua đi gì mà sao. Giòn yếu quá. Ngày cá ăn tự khai trương cái mới làm khai trương gì
Thì lâu lắm quá. Thời điểm này mà mở mà thề mở là chết. Mình mà ế sáng là biết luôn rồi. Mấy ngày luôn hả? Sáng hầu luôn à. Không có chị mà ế mà thấy mới thấy mới mệt đó chứ thì tự nhiên thấy lo hơn đúng không? Một buổi trưa mà không có luôn rồi. Này. Chứ bên ngoài đó. Chứ bên ngoài trong cái khách du thì. Anh là ăn nhiều nhất chứ. Ăn 600. Có không? Chị em thua 600 đúng không chị? 6. Thiệt mà. Kinh rứa. Rứa ai ăn? Em đi ăn hết luôn. Chị em đen lắm, em đen từ đầu của giỏ tới cuối giỏ. Trời ơi. 20.000 á, mình phụ mí. Được. Muốn đứng lên nhưng mà không được á. Để như ngồi nữa là thua nữa đó. Hát đen là có ngồi đâu mụn đen à. Ê quá chán luôn. Ê quá buồn luôn đúng không? Ngầu cái nản luôn. Cái gì Loan đi đúng ngày. Vua cờ bạc đấy, Cali. Cali. Bà hay nhiệt quá mày. Bà đam mê. Chơi xì lát à? Xì lát. Không đem tiền miếng vậy. Có lấy à? Em không đem tiền mà ai có em là bao nhiêu rồi. Lấy lấy. Lúc mà đánh bài rồi trời, nhân viên mình không có mình ở nhà là tung hoành. Nhưng mà chị Loan đi là cái hơi à, mỗi lần về thì bữa nay là mày có chị họ mới vô thì... Dù sao chị làm lâu đời lâu kiếp rồi. Chị đâu phải mới chụp chân. Chụp chân ra là bữa nay bể hết. Thanh Hiền làm cũng với chị cũng lâu đời rồi. Khách cũng nhiều rồi đó nè. Rồi mà thấy không? Như thế em thấy xà ba giờ trừ cũng chết ngắt hết mà. Tiền quảng chạy quảng cáo không là lỡ rồi không cầm cự thôi chứ chị nói thiệt. Nên mở ra là chết. Trong khi là chị cho khách của chị hơi bị nhiều nữa rồi đó nghe. Mà lại thảm như đó. Kiểu như giống như là khách nữa. Phải tới chỗ mình á, kiểu như đó.
Dù không phải chị làm kiểu như tới họ vẫn thích tới hơn, có gì họ hỏi mình á, cái gì mà mình xử lý được đồ đó đó, vậy như họ yên tâm hơn á. Mà đi hồi thảo mới đi mang váy đi được không ta, váy mà hở một bên vai được không ta, hở một bên cái tay á, một bên tay dài bên này, một bên váy vừa rồi mang rồi, váy màu trắng. Chị nghĩ buổi sáng có chị khách vô thì mấy phút rồi hả? Sáng mới đứng qua anh thấy mình phun nhiều. Đúng không chị? Anh đứng bên. Không mà kiểu như khách ngồi ở chỗ sao lắm gì á. Nó cũng thèm làm mình lắm chứ. Họ nói là chị do chị Lâm làm cũng ế đúng không? Rồi, rồi là ế lắm rồi đó. Thế mới đăng lên thứ đó. Bây giờ bên này là khó lắm. Hà không bao giờ ngủ. Chị của chị chuẩn bị cho mấy đứa nhân viên ấy. Ốc à? Hôm trước có thấy một mình anh lấy cái tóc lại mấy chị nó đổ đào cho mấy. Thì cho thêm nghỉ hai đứa nữa. Trả không nổi. Nên để cho mấy đứa nghỉ chị. Cứ chắc cũng cỡ 5 đứa em. Chúng mình đưa 5 đầu đánh một đầu. Hôm trước còn quá hết tóc chị có cái gì vậy? Có tóc hết mà. Không nói được đó. Với chị có một ngày chị kêu chị làm có ngày nam tram, có ngày chị ba bốn tram, không đủ tiền ăn nữa chứ đừng. Thì đó, bà kêu là nghề tóc là nghề, tôi nói là khổ, giàu còn khỉ, hốt cái còn khỉ. Chị không, nếu mà được chứ còn mà làm cái giá bèo bèo thì chống cự chi, chị thấy cũng làm đủ ai à. Chị làm 10 năm đấy. Khổ chết cha. Lâm gì không có thử gì. Thử đồ đào luôn. Chờ mình ngồi. Cần xong. Chờ xin. Ở quê em khó kiếm thử khó kinh. Ở quê là họ thử.
thường ông ra thành phố. Nhưng mà ra họ ở quê họ là này đường gì buồn lắm mà. Hả? Rất là thâu chứ. Bà nói tiếng miệng ngáp ngáp rồi. Chán rồi. Bữa nay làm chị àm rây hết tầng người ta mệt. Tàn rây nên đi đâu àm rây hết trơn luôn á. Àm thất nghiệp hết. Biết sắp tới tương lai mình sẽ đi về đâu. See you. See you next time.